Rồi, ok, qua phần thứ hai, đó là phô hình 4 bước trải nghiệm. Cái phần này, cái phần mà chúng ta sẽ thiết kế bài. Thiết kế cái bài chủ đề chúng ta. Rồi, ở cái phần này á, thì chúng ta sẽ có cái quy trình như sau nè. Khi chúng ta thiết kế một cái bài chủ đề chúng ta thì chúng ta làm sao làm nổi bật lên là cái hoạt động khám phá là ở đâu. Sau đó là chuyển tiếp qua hoạt động kết nối. Rồi sau đó chuyển tiếp qua một cái giai đoạn nha. Xin lỗi, gọi là giai đoạn hành. Rồi sau đó là gì? Là vận dụng. Cái tiến trình một cái bài thiết kế của chúng ta nó sẽ gồm có phải có đủ các thành phần này. Rồi, vậy cái hoạt động khám phá là hoạt động gì đây? Đó là một cái hoạt động để cho học sinh trải nghiệm. Thông qua chúng ta trải nghiệm, học sinh trải nghiệm, học sinh sẽ có được các thông tin nha, từ cái việc trải nghiệm đó. Rồi, thì đó là cái hoạt động khám phá. Trải nghiệm gì, ra sao thì tùy theo bài chúng ta sẽ lựa chọn hình thức trải nghiệm. Rồi, sau khi cái trải nghiệm đó thì chúng ta mới gì? Giáo viên á, mới tạo một cái gì, đưa đến những cái việc là kết nối cái kinh nghiệm đó với cái kiến thức mà đặc gì sắp học. Tức là kết nối cái kinh nghiệm với cái kiến thức cần học. Chính vì vậy người ta gọi là kết nối. À, lúc này là sao? Khi kết nối được thì sẽ hình thành cho người học những cái hiểu biết về cái chủ đề đó, về cái vấn đề đó. Rồi, vậy hai cái bước này nha, thì sẽ giúp hình thành gì đây? Hình thành cho người học được cái hiểu biết ban đầu và người học sẽ có cái trải nghiệm đầu tiên. Rồi, sau đó với cái thông tin hiểu biết như vậy rồi thì bắt đầu qua cái giai đoạn kế tiếp là gì? Là thực hành cái hiểu biết đó, thực hành cái kiến thức đó. Rồi, và như vậy thì thông qua cái hoạt động thực hành đó thì giúp cho người học hình thành được các kỹ năng. À, thì lúc này bắt đầu hình thành các kỹ năng ở đây nè. Giai đoạn này là giai đoạn hình thành kiến thức nha. Giai đoạn hình thành kiến thức nha, hiểu biết. Rồi, giai đoạn này là hình thành kỹ năng nha. Rồi, giai đoạn này là sao? Là vận dụng cái hiểu biết đó, cái kiến thức đó, cái hiểu biết và cái kỹ năng đó vào thực tế, vào sự sống ha, thực tế. Thì một bài thiết kế của chúng ta nó phải có đủ 4 bước. Rồi, nếu mà thiết kế thiếu thì sao? Đó là một thiết kế không tốt. Rồi, vì như vậy thì thầy sẽ quay lại, thầy sẽ phân tích cho các bạn một vài ví dụ nha, một vài ví dụ để bạn có kinh nghiệm ha. Chúng ta sẽ phân tích một cái bài. Rồi, ok, chúng ta sẽ share một cái màn hình whiteboard. Rồi, chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ bài kiểm tra ha, bài kiểm tra chúng ta. Bài kiểm tra chúng ta là cái bài về vệ sinh răng miệng, đúng không? Chúng ta chưa biết hôm trước nó sẽ có các gì, các mục tiêu rồi. Mục tiêu chúng ta biết rồi nha. Mục tiêu. Rồi. Mục tiêu chúng ta liên quan đến gì đây? Thứ nhất là cái việc là xác định được ha, răng gì đó. Thứ hai, xác định được cái nguyên nhân sâu răng ha, vân vân. Thì đây là mục tiêu. Chúng ta sẽ quay qua các bước thiết kế như sau nè. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn gì? Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn trải nghiệm hay gọi là khám phá. Khám phá, đúng không? Thì cái khám phá cái quan trọng nhất là cho người học trải nghiệm nha. Trải nghiệm. Thông qua trải nghiệm đó họ sẽ có được những cái thông tin nha, thông tin. Có được những cái cảm xúc nha, từ việc trải nghiệm. Rồi. Thì trong cái bài thiết kế của hôm trước các bạn làm á, thì các bạn không nhận ra ở cái pha, ở cái hoạt động gì? Hoạt động là bác sĩ, đúng không? Tập làm bác sĩ ha. Bác sĩ ha. Ví dụ như là gì? Bé tập làm bác sĩ, đúng không? Khi mà tập như vậy thì với cái việc tập như vậy thì đây là một cái hình thức trải nghiệm. Nhưng trải nghiệm bằng gì? Bằng trò chơi. Nhớ nha. Thông qua cái hoạt động trò chơi là một cái trải nghiệm nha. Thì khi với cái trò chơi như vậy thì sao? Thì trẻ học sinh sẽ tiếp cận được một số cái khái niệm liên quan đến về răng. Đó nha, những cái hiểu biết ban đầu về răng. Rồi. Rồi cái hai đó là sao?
họ tiếp cận, học sinh sẽ tiếp cận được là gì? Là những cái kiến thức ban đầu về răng. Cũng như là gì, khi qua cái trò chơi như vậy, họ sẽ có, học sinh sẽ có những gì, cái cảm xúc tích cực là vui vẻ ha. Thì với cái trò chơi này, đây là trải nghiệm thông qua trò chơi này, trải nghiệm có rất nhiều hình thức. Em có thể tổ chức một cái hoạt động nào đó để người học trải nghiệm, còn đây là thông qua trò chơi nha. Thì khi thông qua trò chơi như vậy thì sẽ có hiểu biết nha, hiểu biết ban đầu thôi, hiểu biết ban đầu rồi về cái gì, về răng. Họ sẽ nhận diện được một vài cái thông điệp ban đầu về răng, ví dụ à, cái răng như vậy là răng xấu, răng như vậy là răng sâu, vân vân ha. Nhưng chưa phải là cái kiến thức. Thì đó là gì? Đó là cái hoạt động đầu tiên. Rồi, mặc ở trong cái bài kiểm tra đó là thầy cố tình đưa cái này nó xuống dưới để các bạn phát hiện được gì? Phát hiện được cái vấn đề mâu thuẫn đó. Nhưng mà hầu như lớp chúng ta cả các lớp không xác định được mâu thuẫn. Mâu thuẫn. Rồi. Như vậy thì với cái hoạt động khám phá là thông qua cái trò chơi này thì người học sẽ gì? Sẽ có được cái việc trải nghiệm. Sẽ có được cái việc trải nghiệm ha. Và cái trải nghiệm đó sẽ là một cái môi trường liên quan kiến thức về răng miệng và có được cái cảm xúc vui vẻ trong cái việc trò chơi đó và trong cái bối cảnh ha, và một cảnh như vậy là đó là một cái gì, một cái bước đầu tiên là bước khám phá. Rồi chúng ta sẽ qua một cái bước thứ hai nha. Bước thứ hai đó là, rồi thì qua một cái trang mới ha, một trang mới. Như vậy thì sau cái chuyện khám phá đúng không, thì học sinh sẽ được cái gì rồi? Học sinh sẽ có hiểu biết một chút, hiểu biết và có kinh nghiệm nha, có cái kinh nghiệm nha, ban đầu về gì, liên quan, thầy gọi cái từ là liên quan về gì, liên quan về răng miệng đúng không, về răng. Rồi thì đây là ở cái bước đầu tiên, ở cái bước trải nghiệm, à xin lỗi, ở cái bước khám phá cho học sinh thì cái điều này. Mà khám phá bằng gì đây? Thông qua cái trải nghiệm là trò chơi nha, trò chơi. Rồi bước thứ hai nè, cái đoạn tuần đoạn thứ hai nè, sau khi họ có những cái hiểu biết này nhất định rồi á, thì lúc này sang một giai đoạn nữa là giai đoạn gì các bạn? Giai đoạn là kết nối, nhớ nha, kết nối. Kết nối là kết nối cái gì? Kết nối những cái kiến thức này nè, cái kinh nghiệm đó với cái kiến thức của bài học. Đây kiến thức của bài học, đây đây là cái tri thức của bài học ha, hay gọi là cái tri thức đi thì gọi là cái tri thức bài học, là gồm gì? Thứ nhất nguyên nhân sâu răng đúng không, nguyên nhân. Rồi thứ hai là những cái dấu hiệu, dấu hiệu rồi vân vân. Đây là một loạt cái kiến thức. Thì thầy cô giáo đó mới tổ chức một cái việc gì, tổ chức các hoạt động kết nối cái kinh nghiệm ở đây với cái gì, với cái việc thành dạy ở đây nha. Gọi là gì? Gọi là hoạt động kết nối giúp học sinh sao nữa, giúp học sinh từ cái hiểu biết này đạt được những cái gì đây, đạt được cái tri thức. Mà cái kết nối bằng cái gì trong cái bài thiết kế chúng ta là bằng gì đây, trò chơi gì, gắn gì các bạn, gắn hình đúng không, rồi gắn hình đâu, gắn hình để xác định cái gì đó à, cái gắn hình. Thì sau khi gắn hình xong thì cái hình đó liên quan đến cái kiến thức dạng như vậy. Thì cái hoạt động, nhớ nha, cái hoạt động à, cái giai đoạn, chứ thì dùng cái từ lại cho chính xác đi, cái giai đoạn kết nối này được chưa, thì giáo viên sử dụng là phương pháp, xin lỗi, gọi là kỹ thuật sơ đồ tư duy, tư duy à, cho các hình vô, gắn cái hình vô đây, ví dụ thì ví dụ đây là răng sao ha, gắn cái hình lại vô cho đúng đúng không. Rồi tại sao phải chọn sư à, thêm một cái nữa là gì, là sử dụng gắn hình. Bởi vì sao vậy? Vì trẻ này lúc này là khả năng đọc chưa tốt đúng không, thì dùng hình ảnh là tốt nhất. Rồi rồi quay lại một xíu nha, chúng ta nhìn một cái tiến trình như sau. Thứ nhất, từ cái giai đoạn khám phá, người học có được hiểu biết như vậy. Mà cái mà chúng ta cần mua đưa học sinh đến đó là gì? Là cái kiến thức, cái tri thức đây, ở đây. Rồi ở đây. Như vậy giáo viên phải làm một cái hoạt động gì đây? À xin lỗi, phải chuyển sang trạng thái là kết nối.
kết nối thông qua một hoạt động là cánh thần. Và giáo viên sử dụng phương pháp là gì? Kỹ thuật phương pháp là gì? Là sơ đồ tư duy để thực hiện công việc đó. Rồi, hình dung được không? Cái mặt của bài rất là logic nha, cái tiến trình rất là logic nha. Rồi, như vậy thì đến đây học sinh đã có hiểu biết rất nhiều về cái việc gì đây, đã kết nối được kiến thức, đã kết nối này được rồi ha. Thì sang một giai đoạn kế tiếp là giai đoạn gì? Rồi, thì mở một slide mới. Rồi, sau khi mà ở giai đoạn số 1 là khám phá, 2 là kết nối, thì hai cái này chúng ta thấy rằng là học sinh đang có được cái hiểu biết, đúng không? Hiểu biết. Rồi, cái hiểu biết về gì? Về răng miệng nha. Về răng miệng. Cụ thể là gì? Nguyên nhân. Cụ thể là dấu hiệu, đúng không? Cụ thể là gì? Cách làm, ví dụ như vậy ha, cách thực hiện gì đó, vân vân. Rồi. À, chúng ta chưa có cách làm chứ, cách làm nó nằm ở dưới ha, nằm ở giai đoạn kế tiếp. Rồi. Rồi tiếp ha. Thì tiếp tục là gì? Là bắt đầu khi có hiểu biết như vậy là sẽ bắt đầu qua giai đoạn gì đây? Giai đoạn là thực hành. Thực hành nha, tức là phải biết à để phòng chống, đúng không? Phòng chống thì bằng cách gì đây? Bằng cách là đánh răng. À, đánh răng. Thì lúc này sẽ phải chuyển qua gì? Chuyển qua cái giai đoạn là thực hành. Thực hành việc gì? Việc đánh răng. Như vậy thì nó sẽ có gì? Nó sẽ có cái việc là trong thực hành, nhớ nha, nó sẽ có một cái việc là hướng dẫn. Bao giờ thực hành đúng, bao giờ phải hướng dẫn. Hướng dẫn thì nó có hai cái. Cái thứ nhất là hướng dẫn trực tiếp. Rồi. Có nghĩa là cô sẽ làm mẫu ha, làm mẫu đánh răng gì đó, hoặc là cô dùng mô hình, mô hình răng để cô chỉ cách chải răng, và sau đó học sinh sẽ thực hiện ha. Cái thứ hai là hướng dẫn gián tiếp thông qua video, có nghĩa là quay các bước hướng dẫn thực hiện rồi trên video. Rồi. Sau khi hướng dẫn xong rồi thì cái việc kế tiếp nó phải ra sao? Là giai đoạn kế tiếp là giai đoạn gì? Thực hành cái việc này. Thực hành đó. Rồi sau hơn nữa là gì? Là phải luyện tập, rèn luyện hàng ngày nha. Rèn luyện hàng ngày. Rồi. Thì lúc này các bạn thấy đây, giai đoạn này là chính là giai đoạn gì đây? Đây chính là giai đoạn thực hành nha. Đó. Còn cái giai đoạn luyện tập hàng ngày đó là gì? Đó là rèn luyện. Đó là vận dụng. Đó. Thì cái bài của chúng ta là cái bài kiểm tra, nó diễn tiến theo các giai đoạn như vậy à, mà thầy phân tích một cái tiến trình biến đổi từ đâu? Từ thứ nhất nha, thầy quay lại nha, quay lại những cái slide trước. Thứ nhất từ gì? Từ cái hoạch, từ cái giai đoạn khám phá là người học có được cái kinh nghiệm nha, có được cái trải nghiệm nha, và cái trải nghiệm đó giúp người học có được những hiểu biết sơ bộ rồi, và những có những cảm xúc. Sau đó giáo viên sẽ làm cái việc là kết nối nha, kết nối những cái kiến thức, cái trải nghiệm đó với cái kiến thức mà chúng ta cần dạy thông qua một cái hoạt động cụ thể. Ở đây là gì? Rồi, và sau khi có cái hiểu biết như vậy thì sao? Thì chúng ta sẽ chuyển qua là gì đây? Chuyển qua cái giai đoạn kế tiếp là thực hành cái việc này. Đó. Như vậy cái tiến trình bạn thấy rằng nha, bạn sẽ thấy như sau. Thầy sẽ mở một slide mới nữa. Bạn sẽ thấy là cái sự biến đổi nè của người học nè, bạn thấy cái sự là biến đổi không? Hay gọi là cái từ kết quả đó. Kết quả của học sinh nè là thay đổi từ đâu? Từ vấn đề là trải nghiệm nè, đúng không? Sau đó là có kiến thức, đúng không? Kiến thức nè. Hay còn có hiểu biết đó. Sau đó là có gì? Kỹ năng nè, đúng không? Rồi có gì nữa? Có thái độ nè, thái độ hành vi nè, hành vi. Và cái tiến trình đó nó được làm rất rõ qua cái gì đây? Qua các hoạch giai đoạn.
Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn gì? Giai đoạn gì các bạn? Khám gì? Khám phá. Giai đoạn kế nữa là giai đoạn gì? Kết nối. Giai đoạn kế nữa là giai đoạn gì? Thực hành. Điều gì nữa? Vận dụng. Đó. Nhưng cái quan trọng chỗ là gì? Tôi khám phá thì tôi khám phá bằng cách nào, hiểu không? Ví dụ đây trong trường hợp này là gì? Là thầy thiết kế theo kiểu gì? Trò chơi. Thông qua trò chơi, đúng không? Là phương pháp sử dụng trò chơi để tôi gì? Để tôi giúp học trò khám phá trải nghiệm. Tôi thông qua một cái gì đây? Cũng là trò chơi, nhưng mà thông qua cái phương pháp là gì đây? Sơ đồ gì? Sơ đồ tư duy nha. Để giúp cho người học gì đây? Kết nối kiến thức, hiểu không? Nhớ nha, cái này quan trọng nè. Cái này chỉ là các giai đoạn thôi, nhưng thực hiện cái này cụ thể ra sao thì phải có hoạt động hay sử dụng các phương pháp. Ở đây thứ nhất là gọi là gì? Em có thể gọi là phương pháp cũng được nha, hoặc là kỹ thuật cũng được nha. Kỹ thuật dạy học em sẽ gì lựa chọn ở đây sao cho nó phù hợp, đúng không? Và làm sao cái mặt thông tin á, nó logic, nó sẽ chuyển cái gì đây, kết quả của học sinh nha. Nó thay đổi biến đổi học sinh từ giai đoạn này qua giai đoạn khác một cách gì đây? Một cách logic. Rồi đó là gì? Đó là tư tưởng của gì? Của thiết kế 4 bước trải nghiệm. Rồi xong rồi. Kiến thức chúng ta chỉ có bấy nhiêu thôi. Rồi cái đoạn này thì video này thì sẽ biên tập mà xong sẽ đưa lên trên lớp. Và trước rồi các bạn có hỏi gì chỗ này không? Nha. Chúng ta sẽ stop share ha. Rồi, để các bạn hỏi về cái gì? Cái 4 bước trải nghiệm. Rồi. Được chưa? Còn nếu không có hỏi thì chúng ta đi tiếp. Bởi vì cái việc dạy tương tác nó phải khi chúng ta có chuẩn bị thông tin á, thì nó có sự tương tác hai chiều. Còn nếu chúng ta chưa có thông tin thì nó rất là khó cho việc tương tác hai chiều ha. Rồi, có hỏi gì không? Dạ không. Rồi, như vậy thì thầy đã hướng dẫn cho lớp nha. Cho lớp là cái gì? Cái thiết kế 4 bước trải nghiệm nha. Đó là cái thứ nhất thầy đã hướng dẫn. Và thứ hai thầy hướng dẫn như vậy, thầy làm một cái demo, đúng không? Một cái phân tích cho cái bài kiểm tra. Và cái thứ ba là thầy đã chỉ cho các bạn được các phương pháp, các kỹ thuật dạy học nó nằm ở đâu trong các gì đây? Trong cái các giai đoạn này, đúng không? Rồi ha. Rồi bây giờ thầy sẽ qua một cái nội dung khác nữa nha, một nội dung khác nữa. Nội dung này thầy chỉ trình bày một phần thôi vì nó sẽ hơi quá sức với các bạn nha. Các bạn thấy slide này chưa? Rồi, ok, đây là mô hình 4 bước trải nghiệm nha. Rồi, mô hình 4 bước trải nghiệm, nhưng mà cái tên nó hơi khác một xíu thôi. Cái mô hình này là theo của ông David Kopp nha. Ông Kopp ha. Ai mà làm nghiên cứu về thuyết trải nghiệm thì bắt buộc phải tiếp cận ông này. Còn cái mô hình 4 bước trải nghiệm kia là mô hình 4 bước điều chỉnh cho người dạy. Còn đây là mô hình là lý thuyết học tập nha. Rồi, nó gồm có bước trải nghiệm, nó gồm có suy tư là tương ứng với là kết nối á. Rồi khái niệm hình thành khái niệm, xong rồi đây là gì? Thử nghiệm liên quan nó bằng với cái chuyện là thực hành á ha. Rồi, bằng với thực hành bên kia đó, thực hành vận dụng á. Rồi, các bạn thấy rằng là như vậy nè. Đây là cái thụ động. Rồi, okay, để đổi cái màu ha, đổi cái màu cho nó dễ đi. Rồi, clear lại. Thụ động. Em chọn những phương pháp ở đây, đúng không? Thì tính thụ động nó càng gì? Càng cao. Còn nếu em chọn cái phương pháp ở đâu? Ở bên ngoài, ở đây nè, thì cái tính gì? Chủ động của học sinh càng gì? Càng cao.
ví dụ nha, giáo viên đây này không, giáo viên đưa ra ví dụ thì có nghĩa là người học lúc này là họ đang ở cái thế thụ động, họ phải lắng nghe, họ không được trải nghiệm. Không, bây giờ là gì, thay vì thầy nói là thiết kế bài thì giảng cho các bạn thiết kế bài, đó là gì, đó là chúng ta là đang ở ví dụ này nè, là chúng ta đang thụ động rồi. Nhưng mà sao sau đó thầy yêu cầu bây giờ không, bây giờ các bạn gì đây, hãy tự thiết kế đi, dựa trên cái hướng dẫn của thầy các bạn tự thiết kế đi, thì lúc đó bạn đang ở gì đây, trải nghiệm trực tiếp, nhớ nha, trải nghiệm trực tiếp đó. Mà đa phần các hoạt động là thầy rất là khuyến khích các bạn trải nghiệm trực tiếp ha. Và khi chúng ta làm trải nghiệm trực tiếp thì lại sao, cái tính chủ động của ta rất là cao rồi ha. Rồi đây là một loạt những cái gì tương tự như vậy, cái gì tương tự như alo rồi ha, những cái rồi ha, những cái, những cái nó bị ba tiếng nhỉ? Nó bị ba tiếng nhỉ? Để xem bạn nào, để xem bạn nào. Rồi. Tương tự như vậy thì những cái lóc, những cái hoạt động, cái hoạt động tư duy nè, nó tương tự, nó sẽ dẫn đến cái việc gì, mức độ cao, mức độ thấp. Ví dụ như ta dùng kỹ thuật về gì, công não, làm việc nhóm á, gọi là việc nhóm nha, làm việc nhóm thì mức độ cao hơn, trao đổi thảo luận nó nằm ở đây là mức độ cao hơn, đúng không? Rồi như vậy thì lớp các bạn khi thiết kế bài, các bạn phải xem coi chúng ta thiết kế một cái phương pháp, một cái hoạt động như vậy thì cái mức độ thụ động, mức độ tích cực của người học ra sao, phải lưu ý nha. Và thầy rất là quan tâm cái việc là chúng ta bao giờ cũng để học sinh từ mức thấp lên mức cao. Rồi đó là cái phần nói ha, nói kế tiếp để các bạn hình dung là khi mà thiết kế phải lựa chọn hoạt động, lựa chọn quy trình. Còn những cái slide khác thì không có trình bày. Khi nào các bạn làm xong rồi á thì thầy mới trình bày, bởi vì nó liên quan rất là phức tạp về mặt lý thuyết. Ví dụ chẳng hạn như là cái quy trình nó biến đổi ra sao ha. Thì cái này thầy sẽ không trình bày ha, trình bày ở đây. Rồi tóm lại nha, tóm lại các bạn phải thiết kế theo gì? 4 bước. 4 bước rất là rõ ràng. 4 cái giai đoạn: khám phá, kết nối, thực hành, vận dụng. Rồi khám phá thì hoạt động gì, phương pháp gì ha, cách làm ra sao. Chúng ta đã có một ví dụ mẫu rồi. Ví dụ mẫu đó thầy sẽ lấy cách video ra, biên tập lại đưa các bạn trên lớp. Rồi như vậy phần buổi sáng, phần chung của chúng ta đến đây là kết thúc. Rồi ha, rồi những bạn, các bạn khác có hỏi thì hỏi đi. Sau đó là sang cái phần gì, cái phần kế tiếp là phần có cách nhắm riêng. Rồi. Rồi slide nữa. Như vậy thì các bạn sẽ làm như sau ha. Thứ nhất với bài chủ đề, bài chủ đề của bạn, các bạn thiết kế theo gì, 4 bước cho bài chủ đề với cái phần mục tiêu của các bạn đã xác định, mục tiêu nội dung đã xác định ha. Rồi như vậy thì trong mỗi bước đó, bước số 1 là khám phá, thì bạn sẽ tổ chức hoạt động gì nha, hoạt động gì, và hoạt động này thì tương ứng với phương pháp gì, kỹ thuật dạy học á nha, dạy học hay giáo dục á, dạy học gì. Và với cái hoạt động dạng như vậy á, rồi tương tự như vậy các gì, các giai đoạn khác cũng vậy, tương tự như vậy luôn. Bạn phải xác định cho được gì đây, rồi hoạt động gì, phương pháp liên quan là gì đó. Mà trong cái gì, trong cái bài chủ đề á, thì hôm trước là thầy tính là mỗi một nhóm sẽ chọn một vài phương pháp này thôi á. Nhưng mà tuy nhiên thầy không muốn hạn chế cái sự sáng tạo của các bạn, do đó thầy chấp nhận luôn là gì, là bạn với bài một bài chủ đề, bạn trải nghiệm 15-20 phút trên lớp nha, có thể tăng lên thời gian một xíu, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn các phương pháp làm sao cho gì, cho phù hợp nha, cho phù hợp với cái bài của các bạn à.
chứ thầy không có hạn chế là sử dụng các phương pháp này nữa, cho các bạn tổ chức luôn. Ví dụ nha, bạn thiết kế luôn là 4 bước như vậy, nhưng bạn có thể trải nghiệm một cái giai đoạn nào đó, ví dụ giai đoạn này, đúng không? Hoặc giai đoạn này, rồi 2 giai đoạn sau, 3, 4, bạn để cho gì? Cho luyện tập về nhà. À, thì đó là cách chúng ta sẽ làm được. Như vậy thì chúng ta sẽ thiết kế trọn vẹn hơn, và chúng ta thầy sẽ không có hạn chế cái khả năng sáng tạo của các bạn thiết kế bài. Rồi như vậy là đã nói xong qua thứ nhất là việc là gì, bài biên tập nó có cái gì, đã nói xong qua cái việc là thiết kế 4 bước nha. Và thầy nói thêm một chút về cái việc là cái cơ sở của nó là dựa trên lý thuyết học tập trải nghiệm. Rồi sau đó là thầy nói ha, một cái ví dụ minh họa. Rồi đây là cái phần chung, bởi vì các bạn không biết, các bạn đã vô rất là nhiều nhóm nha. Rồi sau này những nhóm nào họp thì chỉ có những nhóm nó tham gia thôi. Rồi ok, chúng ta sẽ stop share phần chung này. Rồi còn hỏi gì không? Nếu không còn hỏi gì nữa thì nhóm nào không có trong cái danh sách trải nghiệm đầu tiên chúng ta sẽ out ra.